Hello anh em nha, lên test cho anh em cái máy City Dalim Hàn Quốc 100 nha anh em. Đời hoa lăng xi trắng như của Rim Thái Denso nha anh em. Đây, bộ lửa đẹp ken xe ben luôn. Đó, cái máy City này mình bán cho anh em giá 3,6 triệu nha anh em. Đó, anh em nào mà thích đời hoa lăng xi trắng thì cục này đẹp nha. Đó, đầu đẹp luôn. Nắp thì nguyên zin, không nứt bể nha. Đó, bể này nó rã xe bãi người ta cắt bỏ con dây luôn. Về mình bấm code lại xài. Máy thì bán bao zin không lay đồ. Đó, đầu này còn cờ luôn nè anh em. Máy này bán 3,6 triệu nha anh em. Cốt trong tải nè, không mòn, không lỗi gì hết nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Máy bán bao zin không lay đồ. Đúng máy đã sẽ kho Dalim Hàn Quốc về nha. Đó, đời hoa lăng xi trắng thì cái này tem vàng nè, ba cốt đẹp, 3,6 triệu nha. Anh em nào chốt thì alo mình nha. Máy City Dalim 100 lửa 2 cục, đời hoa lăng xi vàng, qua đời hoa lăng xi trắng nha. Đó, can xi ben. Rồi anh em cần alo mình